Hello mọi người nha. Hôm nay mình mới mua cái tăm nước có tên là Socat VK3 Pro. Mình mua bên Chim Tài. Mới nhận luôn cái chát luôn. Giờ để mình xem thử cái họ gửi cho mình là gồm những cái gì đây. À đây có một cái thư cảm ơn. Đây số hướng dẫn sử dụng, nếu mà mình không có biết thì mình gọi số này để hướng dẫn sử dụng. Đây, cái con Socat 3 VK3 Pro đây. Socat VK3 Pro. Cái này họ có bóc ra rồi, lý do họ bóc ra để họ dán tem bảo hành. Rồi bây giờ để mình xem thấy cái bên trong nó có cái gì đây. Một cái tờ giấy quảng cáo của hãng, giống như là trong này nó có ghi mấy cái nút chỉ dẫn hướng dẫn sử dụng này nè, hướng dẫn các bước sử dụng. Này là các bước nè, bước 1 là gắn cái đầu vòi, bước 2 là nhỏ cái nước thơm ở đây. Đây nó có thêm cái nước giống như giúp mà xúc miệng thơm á, cho thơm miệng. Bước 3 là mở nguồn, chỉnh nguồn. Bước 2 là mở cái túi đựng đây. Bước 3 nhỏ vô. Bước 4 là đổ thêm nước vô. Bước 5 là bấm sử dụng, bấm để sử dụng, ví dụ mở nguồn rồi dùng bấm các cái chức năng của nó ha. Bước 6 là vệ sinh, tháo ra vệ sinh ra. Rồi, ok. Rồi, hãng nó quảng cáo cái gì đây? Nó quảng cáo là sản phẩm của nó có đi kèm theo bốn cái đầu xịt. Thì cái đầu thứ nhất á là cái đầu cái vòi tiêu chuẩn. Đây, mình đây, bốn cái đầu vòi đây. Thứ nhất là vòi tiêu chuẩn đâu, để mình xem cho nó. Gồm bốn cái đầu đó là. Mình nói ngoại trước ha, rồi chút xíu mình tới cái máy sau. Cái đầu tiêu chuẩn. Đây. Mình tháo ra từng cái ha. Đây cái đầu tiêu chuẩn đây. Cái máy màu tím nhưng mà cái vòi thì nó màu trong ha, giữa trong trắng trong ha. Đây là cái đầu tiêu chuẩn. Đấy, cái vòi chỉnh nha, tức là cái vòi trên đó nó có mấy cái giống như cái bàn chải răng vậy đó. Để giống như các bạn niền răng rồi đó. Rồi, vòi chỉnh nha. Vòi chỉnh nha. Rồi tới cái vòi là phun túi, phun vô cái túi nha, tức là nhưng nó cũng có, hình như là nó cũng có cái đầu. Cái đầu mình không biết cái đầu nó bằng cái gì, để mình xem nó có gắn một cái đầu ở trên cái phần nhựa cứng. À, cái đầu này bằng cao su ha. Đó. Và một cái đầu vòi cuối cùng là cái đầu này giúp vệ sinh lưỡi nè, nó có giống như có cái muỗng phía trước đó, để mình cặp cái lưỡi. Thì theo như mình hỏi nhân viên ở bên Chim Tài thì họ không có bán cái này, họ không bán những cái đầu này, họ không bán. Đây, ok thôi bây giờ mình cắt nó qua một bên, cắt nó qua một bên rồi mình đi vô cái máy. Xem thử có thể vô cái máy thì cái máy nó có những cái bộ phận gì ha. Đấy, thì một cái hộp này nó có bốn cái đầu chỉnh vừa rồi ha. Một sợi cáp sạc USB A to USB C. Đây. Và một cái
cái hộp đựng ba cái túi nước thơm này hẳn cho kèm ha, và có một cái túi đựng ở đây thì mình cũng chưa biết là đựng cái gì, có khả năng mình nghĩ chắc đựng đều mấy cái đồ vòi này. Cái thằng VK3 Pro này nó không có cái hộp để đựng mấy cái đầu này, thằng phiên bản trước của nó thì nó có. Rồi bây giờ tới nhân vật chính đây, ngoại hình ở đây. Thì muốn mở cái này ra vệ sinh, cái vài cái đó phần gọi là cái test nước nha, cái test để đựng nước. Thì mở ra vệ sinh thì mình cầm như thế này và vặn cái phần này theo hướng là cùng kim đồng hồ ha, xong rồi rút nó xuống nhẹ nhàng thôi, vòi lấy nước. Rồi đơn giản, rồi đẩy vô thì làm ngược lại. Ở đây nó có nút nguồn, nút chỉnh chế độ, và nó có ba cái chế độ phun. Ở đây là chỉ báo pin ha, khi sạc thì cái đèn hình viên pin nó sẽ sáng nè, nó sáng nhấp nháy, nhưng mà nó nhấp nháy cũng không có nhanh chậm ha, khi nào nó sáng xanh luôn có nghĩa là pin đầy ha. Theo như mà bên hãng thì nó nói là cái dung tích của cái bình cái tét nước là được 240 ml. Nói chung là vậy thì cũng khá. Và cái máy này nó có ba cái chế độ sử dụng, và ba cái chế độ nó hoạt động tổng cộng nó có 7 cái cường độ ha. Pin thì nói chung thời lượng pin cũng khá là ok, sạc đầy thì xài được có thể lên đến 80 ngày. Và cái chuẩn IP chống nước của thằng này là IPX7. Nói chung là nhà, với cái chuẩn nước kháng nước này thì mình nghĩ là để luôn trong nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là nơi chỗ bồn lavabo đánh răng thì nó cũng khá là ok đó. Thấy cũng khá là ok, nó đạt được cái chuẩn FDI luôn nha các bạn, chuẩn này là tuyệt vời á. Thì nhấn giữ nút nguồn thì mình sẽ mở nguồn ha, nhấn giữ lên nhấn một cái thì nó mở nguồn ha. Cái này là chuyển chế độ mạnh yếu nè, thường mình chọn khi mà mình sử dụng là mình chọn chế độ trước, mình chọn cái chế độ nào trước đó. Một trong ba chế độ các bạn thấy nó nhấp nháy không, một trong ba chế độ chọn trước sau đó mới mở nguồn thì nó sẽ hoạt động với cái chế độ đó. Và cái này là tăng độ mạnh yếu nè, bấm cái này nó tắt. Và cái chỗ này là cổng sạc nè các bạn nè, để ý ha, cái hướng mình cầm ha, thì gỡ bên này chứ không có gỡ bên này ha, bên này nó chưa ở khoảng hở nè, gỡ ra này nó sẽ xô ra cái USB-C ha, một cái jack USB-C. Thì mình lấy cái cáp của nó, một đầu C thì mình sẽ cắm vào đây, và một đầu A là mình cắm vào một cái cục sạc, chẳng hạn như mình lấy cục sạc của điện thoại di động cũng được ha, là mình có thể sạc được rồi. Rồi để chắc bây giờ mình sẽ đi vô nhà vệ sinh, mình đổ nước vô đây, sau đó mình cho nó xịt thử ha, để mình lấy cái vòi tiêu chuẩn mình gắn vô nha. Lưu ý mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn gắn vòi ha. Nói chung là cái này mình cũng giới thiệu sơ thôi, gắn thì mình lấy cái vòi ra như thế này để đứng máy lên và nhận xuống, nó kêu cái tách một cái là ok ha, còn muốn nhắc ra thì nhấn cái này xuống này, sau đó mình mới lấy nó ra, lấy nhẹ nhàng rồi thả ra thôi ha. Ok đó, rồi đổ nước thì mở cái nắp này, và đậy lại, đậy nhẹ nhàng thôi nha các bạn. Nó có một cái ron ở đây, nó có một cái ron thì mình cứ đậy nhẹ nhàng vô thôi. Đó. Cái này nó không có khớp, không có ngàm, nó chỉ có cái ron đó, nó vừa kín nước vừa giữ nước luôn ha. Bây giờ mình sẽ tạm dừng rồi mình vô mình đổ nước rồi mình test luôn cho các bạn xem.
bây giờ mình vô nhà vệ sinh để mình rửa nước cho mình đổ vô đây ha, để mình test ha. Mình rửa cái bò này, mình rửa bò. Mình hứng nước ha. Thì mình test cho mình hứng một ít ha. Rồi, có nước trong này các bạn thấy không? Tắt. Sau đó mình sẽ thường là người ta hướng dẫn sẽ đứng như thế này. Để cái bình đứng như thế này. Để cái bình đứng như thế này. Sau đó mình chọn cái chế độ trước. Chọn chế độ trước ha, sau đó nhấn nguồn là nó sẽ phun ha. Bạn lưu ý ha. Ha. Đó. Và bấm lúc này nó sẽ chỉnh cái mạnh độ mạnh yếu nè. Nhanh hơn mạnh hơn các bạn không? Mình đang để xa luôn. Đó. Cũng khá là mạnh đó. Nhất nè, yếu nhất nè, vừa mạnh nhất, tắt nguồn. Đấy là chỉ vậy thôi. Còn cả các bạn chọn cái chế độ nào để các bạn xài thì tùy vào cái nhu cầu ha. Và mình tạm dừng để mình quay ra phòng ha. Rồi vừa rồi là mình test sơ cái máy này cho các bạn xem ha. Đấy. Đây nó có tem bảo hành của bên nhà cung cấp này, bên chim tài này. Đấy. Thì ở trong cái hướng dẫn đi kèm của hãng á, thì họ cũng có hướng dẫn là thay pin, là tháo ra vệ sinh gì đó. Thì các bước này mình nghĩ là nếu mà các bạn là người sử dụng bình thường thì chắc cũng không có nên làm cái vấn đề này. Tại vì cái này nó phải đòi hỏi một chút về kỹ thuật ha. Mình không có nên. Nếu mà có cái trục trặc gì đó thì mình nên liên hệ với bên chỗ bán. Bất kỳ các bạn mua ở đâu thì các bạn nên liên hệ với cái chỗ bán ở cái nơi đó ha. Để người ta hỗ trợ mình tốt hơn. Chứ mình tự làm thì trong trường hợp nó có xảy ra hư hao cái gì đó thì họ không có chịu trách nhiệm đâu. Thì đó cái lỗi nó nằm ở bên người dùng rồi. Đó, thì vừa rồi là mình có hướng dẫn cho các bạn có review cho các bạn sơ về cái tâm nước ha. Cái tâm nước cái model này là nó có hai màu, màu xanh dương với màu tím ha. Màu tím nhạt ha, tím mốc theo ha. Mình thấy cái tay cầm nó cũng chắc chắn lắm các bạn. Tay nắm nó cũng ok, chắc chắn. Khá là vừa vặn á. Cái này dùng được cho mình nghĩ chắc khoảng cỡ chừng tốt nhất thì nên độ tuổi chắc khoảng cỡ 10 tuổi đổ lên đó. Thì mình nghĩ là cầm nắm là nó ok á, mình xài nó đảm bảo hơn. Chứ còn nhỏ tuổi quá mình sợ giống như các bé nghịch ngợm á, nhiều lúc hư gãy các thứ, đặc biệt là gãy cái vòi này thì nó lại khó mua, rất là khó mua. Mình thấy trên mạng, trên Lazada hay Shopee gì cũng có bán, nhưng mà toàn là cái đầu vòi tiêu chuẩn này không thấy ha. Mình chỉ thấy họ bán cạo lưỡi thì nhiều. Tại những cái này chắc cái lượng người mua nó nhiều, sao họ lúc nào cũng báo hết hàng. Mình hỏi cũng khá là lâu rồi. Lúc trước mình có mua một con này rồi cho người nhà của mình. Mình tính mua thêm các cái đầu đó để mà giống như một cái thân máy này mình có thể dùng được cho nhiều người. Là bằng cách là mình chỉ cần thay cái đầu rồi thôi. Thì mình cũng đã đảm bảo được vệ sinh rồi ha. Nhưng mà có điều không được, mình mua cái loại này nó không có bán. Còn không biết là những cái hãng khác á, họ cũng có sản xuất, mình thấy trên Shopee cũng có bán, Lazada cũng có bán, nhưng mà không biết là gắn vô nó có cái chân nó có khớp với cái này hay không, nó có khớp với cái chỗ này hay không. Tại vì ngoại hình là mình thấy nó hơi khác cái chỗ này một chút. Cái đầu này thì cái ngấn này thì mình thấy có vẻ giống cái ngấn, các bạn thấy không, cái ngấn thì có vẻ là giống, nhưng mà chỗ này nó hơi khác một chút, nên không biết là nó có xài được hay không. Đó. Rồi ok, mình chắc là mình sẽ tạm dừng video ở đây luôn. Tại vì cũng dài rồi. Đấy, thì các bạn nếu mà nên có em bé khoảng độ 9-10 tuổi gì đó trở lên thì mình nghĩ là cũng nên dùng cái này rồi. Tại vì ở kẽ răng của mình nó sẽ giữa hai cái răng á. Giữa hai cái răng, cái kẽ bên trong mà nè, là cái bàn chải mình không có đánh tới được. Thì thằng này nó hỗ trợ thêm cái phần đó.
rồi sử dụng thêm chỉ nha khoa nữa thì mình nghĩ ok á, nó đảm bảo vệ sinh răng miệng tốt hơn á ha, giúp cho mình tự tin hơn khi mà đi giao tiếp ở bên ngoài ha. Rồi chào các bạn luôn, các bạn xem video mà cảm thấy có hữu ích thì cho mình xin một like cũng như là chia sẻ cái video này giúp mình ha, để mà mình có cái động lực ra được những video khác. Mình thì mình không có chuyên review đâu, chủ yếu là mình làm về bên ngành thiết bị máy giặt thôi, cái này mình làm thêm cho anh em, lâu lâu mình mua cái gì đó thì mình review cho các bạn xem cho vui ha, ủng hộ kênh giúp mình nha, bye bye các bạn.